ở thị trấn. À, mời các bạn cùng xem thị trấn An Châu của huyện Châu Thành. Chúng ta vừa mới ra khỏi địa phận thành phố Long Xuyên và chúng ta đến thị trấn An Châu. An Châu, tỉnh huyện Châu Thành. Cái hướng này là hướng từ Long Xuyên đi Châu Đốc đây các bạn, nằm trên trục đường quốc lộ 91. Một thị trấn sát ngay cạnh thành phố Châu Đốc, ở thành phố Long Xuyên. Ở huyện Châu Thành nó nằm gần với Long Xuyên. Và đây là An Thành, nó là trung tâm của huyện Châu Thành. An Châu, xin lỗi các bạn, là thị trấn An Châu. Chúng ta cùng review sơ qua một lượt về cái thị trấn An Châu này thôi. Chủ yếu là cái trục đường chính là thôi nha các bạn, không có cái thị trấn này nữa. Thị trấn An Châu này cũng là trung tâm kinh tế chính trị của vùng Châu Thành Thoại Sơn luôn á. Đây, đảng bộ Châu Thành mừng xuân mừng đảng. Chúng ta thấy là mỗi một tỉnh miền Tây đều có một cái huyện gọi là huyện Châu Thành. Tỉnh nào cũng có huyện Châu Thành hết. Thì An Giang cũng có huyện Châu Thành. Do là cái thị trấn này cũng sát ngay cạnh thành phố Long Xuyên cho nên dân cư cũng khá là đông đúc. Trấn này đông với đông dân cư. Hồi nãy giờ xe cộ các bạn có thể thấy xe cộ rất là đông. À, đây là con đường chính, con đường trung tâm của thị trấn này. Chủ yếu cái thị trấn này nằm trên con đường này thôi. À, chúng ta chỉ cần đi hết con đường này là có thể biết sơ lược về cái cuộc sống của người dân thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký theo dõi thể thao giải trí tổng hợp giúp mình nhé.